Đợi xíu, tao cứu mày liền đây. Đi cứu thì cứu luôn đi, chứ việc gì phải nói tao làm gì. Anh nói đây cho chị biết là anh cứu chị đó. Thì cứ cứu đi chứ, ai nói gì đâu. Ủa? Nghĩ gì vậy trời, ai thèm mà cứu cậu. Ba con người này, nhớ mặt tôi đó. Mặt chị thì ngày nào chẳng gặp ha. Cứu tôi coi, đứng đó mà trêu. Không bé ơi, không mua chuộc gì bọn em mà đòi cứu à. Không có đâu nha. Thằng em giật thừa này nữa, không thể tin được là mày lại có thể phản chị mày như thế đó. Thì tất nhiên rồi, em tốt số 1 mà. Thôi bye bye nha, tôi đi đây. Cậu cứ ngồi đó mà xem phim dài đi. Cái tên quăng con này nữa. Vậy là cậu muốn con ô tô gần một tỏi bay màu sao? À không ạ, chị đợi em một xíu, em vào ký chị ngay đây. Vậy ngay từ đầu có phải ngoan không hả? Vâng ạ, em xin lỗi chị. Biết đều phải đấy chứ nhỉ, ngoan như vậy thì có phải tốt hơn không? Ủa sao chưa cứu nữa vậy? Tên này dám nhận với tôi đúng không? Không ạ, có địch đến này trời. Giờ tôi ra cứu em liền nè. Nhanh nhẹ lên, không là ô tô bốc hơi là có thật đấy. Chắc mọi người không hiểu gì đúng không? Tôi là Quang Con, người mà nói chuyện bắt nạt tôi nãy giờ chính là Cánh Linh, cà rốt của tôi. Tôi thì thích em theo một cách khác người. Mỗi ngày tôi phải trêu em đến mức em tức lên thì tôi mới thoải mãn được. Cũng chính vì cái tính đồ nhạy ấy của tôi nên là ngày qua ngày em ấy vẫn chưa đồng ý tôi các ông ạ. Nghe nói em thích một người nóng bạo, vậy nên tôi sẽ biến em thành người nóng tính. Và hai đứa mà kết hợp cùng tôi chính là hai đứa em tôi. Mặc dù ngày qua ngày vẫn giúp tôi tán em, nhưng mà em vẫn chưa đủ nữa. Nghĩ đến đúng nản luôn á trời. Người giúp thì vẫn giúp, người thì chẳng chịu đổ đi. Nhưng mà thôi không sao, anh vẫn yêu em. Lần này chắc chắn sẽ được. Chứng tỏ công lao 7 tháng qua của mình không phải vô nghĩa. Ê Trường, giờ mày ra lấy xe máy đi đón người yêu mày đi. Nhớ là phải khải Khánh Linh thật cháy vào cho anh nhá. Lần này anh tin chắc chắn sẽ được thôi. Nhưng mà 7 tháng rồi đó anh kỳ chuyện lắm luôn rồi đó. Lần này mà không được nữa, chắc quan con không ngập dòng sông. Chú phải tin tưởng anh tin chắc chắn lần này sẽ được. Linh cảm của anh mách bảo là như vậy đó. Hình như đây là lần thứ 17 từ khi anh tán chị Linh rồi đó. Linh cảm của anh thiệt vời nhất quả đắc luôn đó. Nhưng lần này sẽ được, nếu không được nữa thì sao vậy anh? Thì phải tán em cho bằng được chứ sao. Làm đến mức này rồi chẳng lẽ lại bỏ. Bé yêu lên xe, anh chạy đi chơi nè. Ok anh ơi, em tới luôn đây. Thế giờ em bé muốn đi đâu nè? Đường đến trái tim anh. Em mới sẵn trong đó còn mà bé. Gì vậy, hai đứa này nữa. Biết chị mày vẫn còn đang ế không hả? Thì ai mà biết được đâu. Chị nên nhớ, con người ra đợi hai chữ đầu mấy của chị suốt 7 tháng rồi đó. Cái tên này nữa, quật quật cái gì hả? Tôi sẽ bám đuôi em đến khi nào em đồng ý làm người yêu tôi mới thôi. Thực sự đó, Khánh Linh à. Tôi biết là quá khứ của tôi không tốt, nhưng 7 tháng là thời gian đủ để chứng minh rồi mà. Em chính là người làm tôi thay đổi. Nếu người ấy không phải là em, anh đã bảo sẽ không còn một ai khác nữa. Vậy nên em đồng ý làm người yêu tôi nhá. Nếu nhặt đống đồ này là em đồng ý. Nếu em vứt đồ và ao trận là em từ chối. Lúc đó tôi sẽ không làm phiền em nữa. 7 tháng qua như vậy là quá đủ với tôi rồi. Được thôi, nhưng mà anh phải nhớ những gì anh nói đó. Em đồng ý. Anh hạnh phúc quá. Cảm ơn em nhiều nhá. Chúc mừng anh nha. Cả chị nữa, giờ đã có người yêu thương mình thật lòng rồi nè. Chúc chị yêu anh Quang thật nhiều nha. Anh Quang cũng đừng chọc chị em tức nữa đó. Không là nửa đêm lại chạy qua nhà em kêu cứu, làm đóng cửa hai chó đó. Anh chấn lột xe của hai đứa nha. Cái này kỳ thật, không cho lột thì thôi, lại còn chấn lột xe của người khác nữa chứ. Kìa, vừa mới đi đã tông vào tượng rồi. Tại anh yêu chị mày nhiều quá nên lù tí thôi. Giờ mới ổn định này. Đúng là quan đá hữu, danh bất hư chuyện thật. Em bé thích đi đâu chơi, anh chở đi nè. Đi đâu cũng được, miễn là bên anh. Bé ơi, ở đây có cây nấm bốn nè. Anh nhường bé á, bé ăn nấm đi. Vâng ạ. Ý trời, yêu nhất đấy nhá. Này nha, hai ông bà già kia, hai ông bà già lớn hết rồi đó. Không phải là con bé bỏng đâu mà xinh xúa như vậy nhá. Em có nghe thấy Trường nó nói gì không? Em cũng không biết nó nói gì nữa. Nó nói là con yêu Khánh Linh nhất đó trời. Đáng yêu vậy, cảm ơn Trường nhá. Thôi xong rồi bé ơi, ông quen lại bệnh lú xin cho bà Linh gọi. Chuyện này toàn thật chứ. Đâu ai bình thường khi yêu đâu anh nhỉ. Đúng. Chẳng nói chỉ có đúng thôi. Lúc mà hai đứa mày mới yêu, anh có nói gì không hả thằng kia? Giờ mày quay ra nói anh là sao hả? Ai biết gì đâu trời. Thôi kệ nó đi anh yêu, chúng mình đi chơi thôi. Chán thật, chạy nay giờ không có tên địch nào. Ủa em yêu, ai dám bắn em vậy? Người đây đông lắm mọi người ơi, đừng xuống. Tên khốn kia, sao mày dám mất cục vàng của tao hả? Mày phải trả giá. Đằng sau có đi kìa, cẩn thận xíu Trường ơi. Em bé cứ yên tâm ở trong nhà nhá. Ủa, sao nóc luôn rồi? Đợi anh chút, anh xuống cứu bé liền nè. Chắc là không được rồi, anh cứ tập trung bắn đi. Này thì dám bắn người yêu tao hả? Anh xuống cứu bé liền đây. Mấy tên này chẳng sống thật chứ. Dám bắn em bé của tao. Anh cẩn thận nha, dưới đây vẫn còn á. Không sao hết, tất cả tránh ra để bố cứu người yêu bố. Đúng là những con người mới yêu, hay. Xít chút nữa là được top 1 rồi. Đúng tiếc luôn á trời. Thôi không sao, thua keo này tao bày keo khác. Chuyện là... Bọn em có chút chuyện riêng rồi. Vậy nên anh với chị chơi trước đi nha. Chút xíu xong việc thì em gọi cho. Còn bây giờ thì chúc anh chị chơi vui vẻ nha. Ủa là trời, chưa kịp hỏi gì luôn hai cái đứa này nữa. Thôi kệ chúng nó đi, chúng nó có việc thì mình đi chơi với người yêu chứ sao, càng tốt. Không thể ngờ được là Khánh Linh lại đồng ý làm người yêu của mình luôn. Hạnh phúc quá đi mất.
Ủa, hạnh phúc gì thế anh? À, anh thấy hạnh phúc khi mà em là người yêu anh ý mà. Tại mãi anh mới có được em ý mà. Nên là anh cảm thấy rất hạnh phúc luôn. Bình thường mà trời. Em có biết 7 tháng anh tán em mà em mới đổ nó thuần thế nào không? Thôi mà, có sao đâu nè. Ai bắt anh cứ lăng nhăng vớ vẩn cơ. Anh đã bảo là gặp em anh sẽ thay đổi rồi mà. Em chẳng chịu tin anh 7 tháng dòng dã tán em. Nhưng mà anh cảm thấy rất hạnh phúc vì giờ anh đã có được em rồi. Yêu Khánh Linh nhất luôn ạ. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Thế em bé của tôi ăn uống gì chưa? Mà chơi game nãy giờ với bọn tôi vậy. Thế anh cũng đã ăn gì chưa? Thì tất nhiên là chưa rồi. Nãy giờ tán em mãi mới đủ mà. Thế mà anh còn hỏi em. Anh chẳng tinh tế gì cả. Anh chẳng thương em. Ơ không, anh yêu Khánh Linh số 1 thế giới đó. Giọng này của anh là giọng điêu này. Em biết ngay mà, anh chẳng yêu em xíu nào cả. Anh rất yêu em mà. Thôi được rồi, nốt trận anh dẫn em đi ăn nha. Bé yêu muốn ăn gì nè? Em thì ăn gì chả được. Thôi xong. Phải ăn nướng nha, ở chỗ anh mới có quán nướng ngon lắm á. Xíu anh qua. Thôi không ăn nướng đâu, nóng lắm. Phải ăn lẩu nhá. Ui trời ơi, riêng về lẩu thì chỗ anh phải gọi là bá cháy luôn. Ăn lẩu bị trôi hết son chứ, cái anh này nữa. Em biết ngay mà, anh chẳng yêu em gì cả. Thôi ngoan nào, xíu anh qua nấu cho bé ăn thêm cốc trà sữa nữa nha. Vâng ạ. Chút anh qua nhớ ăn mặc đẹp đẹp xíu nhá. Tại em tính ra mắt anh cho gia đình luôn á. Ủa, người yêu sao đã ra mắt rồi? Em biết là hôm nay anh sẽ tỏ tình em. Nên là em ra mắt anh luôn cho bố mẹ em ý mà. Điện có gì anh láo, em mách bố mẹ cho dễ. Ủa, sao mà em biết được hôm nay anh sẽ tỏ tình? Em có gián điệp mà trời. Cái thằng nhóc con này nữa. Anh đừng bắt nạt nó nha, không em giang hồ với anh liền á. Vâng ạ, anh biết rồi. Tí xong mày tới công chuyện với tao. Ơ, anh trai của em on này, em giới thiệu với anh luôn nhá. Ok bé yêu, mời anh trai của em vô đi. Em chào anh nha, em ra đây xíu, anh mới qua nói chuyện làm quen đi nhá. Đây là người yêu em, xíu anh ấy qua nhà mình chuẩn bị cơm á. Được rồi, em đi đi. Em chào anh nha, em là Quang Con ạ. À, hóa ra cậu là người mà em gái tôi nhắc đến suốt đây sao? Linh nhắc nhiều về em lắm mà anh, hạnh phúc thế. Linh nó nói nhiều lắm, nhưng mà tôi có một chuyện cần nhờ cậu đây. Vâng ạ, anh cứ nói đi, nếu mà giúp được thì em sẽ giúp ạ. Hiện tại Linh không thể quen cậu được. Khi yêu cậu, Linh lơ đãng tất cả mọi việc, ưng bướng, ngang ngờ và không còn nghe lời tôi nữa. Mong cậu có thể rời xa Linh càng sớm càng tốt, tôi không muốn tương lai của con bé bị hủy hoại. Nhưng mà em mới hạnh phúc chỉ một thời gian ngắn thôi mà anh. Chưa được bao lâu mà anh đã bắt em rời xa em ý rồi. Xin lỗi cậu, đây là trường hợp bắt buộc. Gian qua Linh đã bỏ hết mọi thứ để quan tâm chăm sóc cậu, để rồi bản thân Linh giờ còn cái nỉ thôi. Mong cậu hiểu cho con bé. Nếu cậu thương con bé thật lòng thì mong cậu hiểu cho tôi. Anh đã nói vậy rồi thì em cũng phải chấp nhận thôi ạ. Hai, mới hạnh phúc chưa được bao lâu đã vậy rồi. Đời mày đúng là bạc như vôi đấy. Muốn một lần yêu thật lòng cũng không được nữa hả Quang? Sao rồi, nãy giờ hai anh em các người còn nói xấu gì em không đó? Đâu có đâu, anh nói chuyện với Quang nãy giờ luôn đấy. Quang là một người rất dễ thương luôn. Vô trận đi em trai, chúng mình chưa giao lưu với nhau nhở? Hai, vậy là mình phải chia tay em sao? Chỉ mới yêu nhau được một ngày mà phải vậy rồi. Thôi vì tương lai của em, tôi đang hy sinh vậy. Để em không nhớ tôi thì phải thật phũ rồi. Chào em nhá. Chào anh yêu của em nha. Hôm nay anh ăn gì chưa nè? Giọng anh như kiểu bị đói cơm ý. Anh ăn rồi, thế còn em? Em cũng ăn rồi mà. Hôm nay em ăn được nhiều lắm luôn á. Chắc do yêu anh nhiều, bị đốt calo nhiều nên ăn nhiều theo này. Văn vở gớm nhở. Chuyện, Khánh Ly yêu anh mà. Anh rất yêu em luôn. Nói dối. Cái giọng này của anh là đang nói dối nè. Ơ thật mà, anh yêu em nhiều lắm luôn á. Ủa, sao em đứng yên ở đó rồi? Em ơi, nó đấm em kìa. Ủa, sao mà đứng yên rồi nhở? Rồi xong, AFK từ ngoài kia, xong chạy vô đây, AFK nữa. Cái cô bé này, chơi game lúc nào cũng bị ganh hết nhở? Em vẫn xinh đẹp như ngày đầu, chỉ là vì tương lai của em mà anh không nỡ để em thuộc về anh thôi. Hai, chắc là hết trận này, mình phải chia tay em ấy luôn thôi. Để đây một chút đồ, xí em vào còn loot. Giờ mình đi loot đồ thêm cho em. Úp à, em vô lại rồi nè anh ơi. Ủa, vừa vô mà tên địch đã bắn nóc em luôn rồi. Anh ơi, chạy xuống trả thù cho em với. Tới liền đây bé yêu. Thấy người yêu tao giỏi chưa hả? Lần sau gặp thì nhớ phải né ra đấy. Đợi xíu, anh đi cứu bé liền nè. Xuống xe loot đồ này bé yêu. Vâng ạ, đợi em một chút em tới liền đây. Đồ của mấy tên này nhiều quá anh hả? Đúng là nhiều thật. Mà không nhiều bằng tình yêu của em dành cho anh đâu. Uầy ghê thế, hôm nay còn áp dụng thơ tán tôi luôn nè. Bé ơi, tên địch cuối ở đây nè. Nhìn nhẹ cái top 1 nhá. Hôm nay vui thật anh nhỏ. Linh à, thực ra anh có chuyện muốn nói. Đó, em biết ngay mà. Nay em thấy anh chậm hơn mọi hôm. Em cứ nghĩ là anh đi làm về mệt. Em chẳng muốn hỏi anh nữa. Chỉ muốn anh đỡ mệt đi thôi nè. Vậy ha, đúng là người yêu của anh có khác. Thế anh có chuyện gì muốn nói với em à? Chuyện là chúng mình chia tay nhá. Cái gì cơ? Em vừa nói cái gì vậy? Đây không phải là chuyện đùa đâu Quang ạ. Anh đang rất nghiêm túc đó. Anh không đùa chút nào hết. Cho em một lý do thích hợp đi. Tại sao anh lại muốn chia tay? Trả lời em đi Quang con. Tại sao? Chúng mình chỉ vừa mới yêu nhau hôm qua thôi mà. Tại sao vậy? Hay là anh em nói gì với anh rồi? Sao lại đột ngột như thế hả anh?
nói cho em biết đi, anh không phải là người như vậy đúng không? Anh xin lỗi, nhưng đây chính là quyết định của anh. Chúc em hạnh phúc bên người khác. Thứ đau nhất là tình yêu nó hiện ra ngay trước mắt rồi, nhưng chúng ta không thể bắt lấy được.